Kính chào quý vị khán giả của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu, mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Trước khi đến với phần dự báo chi tiết, mời quý vị cùng đến với tin cảnh báo dông tố, lốc sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ tỉnh Lai Châu. Qua theo dõi trên ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển và gây mưa trên huyện Sìn Hồ, Tam Đường, Than Uyên của tỉnh Lai Châu. Cảnh báo trong những giờ tới thì các vùng mây đối lưu này tiếp tục phát triển và mở rộng gây ra mưa rào và dông cho các huyện Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Phong Thổ, thành phố Lai Châu, Tam Đường, Tân Uyên và Than Uyên. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá cấp 1. Xin được chuyển sang phần dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh. Dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Lai Châu thì trời có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to, ngày nắng gián đoạn. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 33 độ, vùng núi cao từ 18 đến 24 độ, độ ẩm từ 65 đến 95%. Cụ thể tại khu vực thành phố Lai Châu thì nhiệt độ ở đây là từ 20 đến 28 độ và độ ẩm là từ 75 đến 95%. Còn tại Mường Tè thì nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, độ ẩm từ 65 đến 95%. Khu vực Sìn Hồ nhiệt độ từ 18 đến 24 độ và độ ẩm ở đây là 80 đến 95%. Còn tại Than Uyên thì nhiệt độ dao động từ 22 đến 30 độ, độ ẩm từ 65 đến 95%. Khu vực Nậm Nhùn nhiệt độ phổ biến từ 23 đến 33 độ và độ ẩm ở đây từ 65 đến 95%. Tại Tam Đường thì nhiệt độ ở đây phổ biến từ 22 đến 30 độ và độ ẩm ở đây cũng từ 65 đến 95%. Khu vực Tân Uyên nhiệt độ phổ biến từ 22 đến 30 độ và độ ẩm cũng từ 65 đến 95%. Cuối cùng là tại huyện Phong Thổ nhiệt độ ở đây phổ biến từ 23 đến 33 độ và độ ẩm ở đây cũng từ 65 đến 95%. Vâng, trên đây là những thông tin dự báo và cảnh báo thời tiết đáng chú ý trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.